phết đây, chỗ nào lồi ra là bụng nhé, bụng phết đây. Nhưng mà mình gắn vào thì chắc chắn là mình dùng rất là nông nhé, dùng rất là nông luôn. Đấy, video này chia sẻ với các bạn là gắn thêm một đít đít của thau nhựa đã vỡ nhé, tận dụng cái thau nhựa vỡ này mình gắn vào đây để tạo cho cái thau nhôm nó bền hơn. Thì cách này thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Video của mình đến đây cũng là xin được tạm dừng, bởi vì là cái video của mình chia sẻ cái đít thau nhôm đít thau nhựa gắn đít thau nhôm nó rất thành công các bạn, nó rất thành công rồi. Đấy, rất thành công, hoàn toàn thành công các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé, các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, kênh Chính Chính Tạo. Các bạn hôm nay thì là mình có một cái thau các bạn này, nó bị mòn hết, có nghĩa này mình không lót được gì dưới thau, nên là mình khi mình sử dụng là mình kéo đi kéo lại nó mòn hết nhé. Hôm nay mình chia sẻ mình nữa, có một cái đít thau nhựa các bạn nhé, đây thau nhựa này, bây giờ mình sẽ dùng keo, đấy, mình cắt hết cái này đi, mình dán nó vào đây, để cho cái thau này nó không bị mòn, nó mòn nó nhựa mà nhé. Hôm nay mình vẫn sử dụng keo AB các bạn nhé. Đây vẫn cửa sử dụng keo AB này. Bây giờ mình sẽ cắt hết cái nằng nhằng đi nhé. Các bạn nhé, sau khi mình đã cắt được cái thau nhựa các bạn này, bây giờ mình sẽ ráp nhé, mình ráp để cho nó keo bám nhé. Rồi các bạn ạ, giờ tiếp tục mình sẽ gắn keo vào đây nhé. Các bạn nhé, giờ mình chát lên cái này nhé. Ủa.
Đây các bạn nhé, mình đã chan ra, mình sẽ dán lên nhé. Rồi các bạn đè cho hàn gạch các bạn ạ. Đè ở đây nhé. Sườn này thì mình bắn silicon các bạn nhé. Sườn này thì mình sẽ bắn silicon. À, các bạn nhé, sườn còn sườn sườn này các bạn này. Sườn này thì mình sử dụng silicon nhé, mình bắn đây nhé. Các bạn nhé, sau khi mình đã bút gắn keo AB rồi thì mình cho keo silicone bên ngoài rồi, thì giờ chỉ đợi nó khô các bạn nhé. Thì khoảng sau khoảng 5 đến 7 tiếng thì mình sử dụng được các bạn nhé. Các bạn sử dụng ngay thì nó sẽ không silicone, sẽ không khô các bạn nhé. Chào các bạn nhé, sau 12 tiếng đồng hồ thì cái thau của mình nó đã khô các bạn ạ. Đây các bạn, sau 12 tiếng nhé, cái đít thau của mình này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái silicone nó khô hết này. Giờ mình có cậy không bung các bạn nhé. Đây các bạn này. Đấy, cơ đặt thoải mái nhé. Không bao giờ sợ mòn. Không bao giờ sợ mòn đít này các bạn. Không bao giờ sợ mòn đít thau nhé. Đấy, không bao giờ sợ mòn. Đấy, mấy cách này nhé. Mình gắn thay một cái đít của thau nhựa vào, gắn vào đít thau nhôm. Thì có nghĩa là các bạn có thể là dùng dùng mãi nó chỉ mòn cái đít này nhá, còn bên trong cái thau này nó sẽ không mòn. Đấy, cách này thì rất chi là bảo vệ cái thau nhôm các bạn nhé, bảo vệ cái thau nhôm của mình nó an toàn mà nó không mòn đít. Nhiều nhà thì cái thau nhôm vẫn còn mới nguyên nhưng cái đít bục rồi, bởi vì lý do là mình không gắn thêm một cái đít khác vào đây nữa, thì qua quá trình sử dụng kéo đi kéo lại, đấy, nôi đi nôi lại thì trong khi có nước nó sẽ mài mòn nhé các bạn, mài mòn hết đây, đây là mài mòn hết này. Đấy, một cái đít lại rất mòn rồi nhé. Đây là mình đã có một cái đít, cái thau nhựa này vỡ, mình đã thay vào đây, rất chi là hiệu quả các bạn ạ. Đấy, cũng mong là các bạn thấy cái ý tưởng của mình nhé, mà gắn cái đít thau nhựa vào đít thau nhôm để bảo vệ cái đít thau nhôm này, hay nhé các bạn nhé. Các bạn nếu có thì các bạn sẽ tận dụng gắn cho nó như này thì các bạn sẽ luôn luôn được bảo vệ thau nhôm rất tốt và sẽ không bị bục, chúng ta sẽ sử dụng lâu dài được hơn và rất tiết kiệm các bạn nhé. Cái thau nhôm vẫn mới như này các bạn này, nếu bây giờ mà mình đấy, nếu bây giờ nó bị bục đây, mình không gắn thêm mình kéo nhiều thì sẽ bục, nó bục hết đây, chúng ta lồi ra nó bục nhé, nó bục hết đây. Nhưng mà mình gắn vào thì chắc chắn là mình dùng rất là lâu nhé, dùng rất là lâu luôn. Đấy, video là chia sẻ với các bạn gắn thêm một đít đít của thau nhựa đã vỡ nhé, tận dụng cái thau nhựa vỡ này mình gắn vào đây để tạo cho cái thau nhôm nó bền hơn. Thì cách này thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Video của mình đến đây cũng là xin được tạm dừng, bởi vì là
cái video của mình để chia sẻ cái lithium nhôm, lithium nhựa gắn lithium nhôm, nó rất thành công các bạn, nó rất thành công rồi, đấy, rất thành công, hoàn toàn thành công các bạn nhé. Đấy, các bạn cận không ra, cái silicone với lại cái OAB này nó rất chi chắc các bạn. Thôi, mình xin chào các bạn nhé. Nếu thấy video hay thì các bạn xin cho các bạn cho mình xin một like, một share nhé, một chia sẻ và đăng ký. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.